Xin chào toàn thể các bác đã đến với kênh Thiết bị tưới cho nông nhé. Hôm nay thì em đóng một cái đơn hàng cho anh Thành ở ngoài Thái Nguyên. Cái đơn hàng này thì có những cái béc, nhưng là cái béc này này. Cái béc này là cái béc của hãng Duka, là cái béc Atom 15 FC các bác nhé. Đây này, em quay gần cho các bác coi nhé. Đây. Nó đây, phun sang hai bên và cái này có cần xả nước này. Và cây này bên này nữa. Cái này thì chủ yếu là tưới rau hoặc là tưới các cái loại cây như là cây rau này, cây cúc này đó, hoặc là cây nhãn vải gì đó, thường thường là tưới những cái cây như vậy thì mới dùng các cái cây, các cái loại béc nhỏ này. Chứ còn ở trong em thì thường thường là không dùng cái loại béc nhỏ này nhé. Còn anh Thành thì anh ấy mua về anh để tưới chè, tưới cây trà, cây chè, cây trà đó. Đó, đây này các bác nhé, cái này tưới Thổ Nhĩ Kỳ đấy nhé các bác nhé. Đây là Duka, Duka này, và đây là Make in Turkey này, Thổ Nhĩ Kỳ các bác nhé. Thì bây giờ em đóng vào cho anh Thành các bác nhá. Bỏ cái này vô cho nó êm tí. Cái này là 25 cái các bác nhá. Đấy là xong cái cây béc Atom 15 FC các bác nhé. Còn đây là cái cây béc BB127. Thì cây béc này dùng để tưới, cũng dùng để tưới hoa, rau, chè gì đó. Những cây béc nhỏ nhỏ, cái béc này thì bán kính từ 5m thôi, 5-7m gì đó, 7m trở lại, lên 27 các bác nhé. Cái này nó có chỉnh góc này. Đấy, đây. Đây, xuống đây là chỉnh góc này, đó. Tưới tưới đến đây là chỉnh góc. Đó. Và nếu không muốn thì nhờ cái này đây. Cái này là 50 cây các bác nhé. Các bác mà muốn tưới chè hay tưới rau, tưới hoa ấy, mà các bác muốn tiết kiệm ấy, thì các bác sử dụng cái béc này nhé. Cái béc này 25 ngàn cái thôi các bác nhé. Sử dụng cái béc này cho nó rẻ và cũng tưới cũng ok, có chỉnh góc. Nếu như các bác mà muốn xài cái loại béc tốt hơn thì sử dụng cây béc bằng nhôm hoặc là bằng hợp kim đồng các bác nhé. Còn đây là để đóng cho hai cái đơn hàng tí nữa đóng, mỗi người mua có 10 cây thôi. Và cái này thì bác nào mà cần tư vấn thì hãy liên hệ với Thiết bị tưới Gia Nông theo số điện thoại 0867471168 hoặc 0772471168 nhé. Tư vấn cho các bác sao các bác tưới cho nó hợp lý nhất các bác nhé. Xin chào các bác nhé. Và bây giờ em đi sẽ đi đóng hàng tiếp các bác nhé. Bye bye các bác.